bà con quý chị các bạn đang nghe xem kênh thì trưa hôm nay là thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2024 thì mình sẽ tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình Bích Thái vào buổi trưa hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên. Chúng bà con quý chị các bạn cùng tham khảo. Kính thưa quý bà con quý chị các bạn, thì tại Bích Thái trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng biến động lên xuống thay đổi liên tục. Giá Bích Thái hôm nay thì tiếp tục đang giảm so với ngày hôm qua nha quý bà con. Tạm thời mình xin cập nhật với buổi trưa, với buổi chiều giá Bích có thay đổi mạnh thì mình sẽ làm thêm. Bích trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang giảm. Tình hình giá Bích cập nhật mới nhất vào buổi trưa hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đầu tiên là khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang. Thì mít kem lớn đang dao động ở mức từ 17.000 đến 18.000. Kem nhì dao động ở mức từ 13.000 thì mít kem 3 dao động ở mức từ 8.000 đến 9.000. Chợ hiện nay tại khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chợ với cái động từ 4.000 tại khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang, khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An. Khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An hiện nay thì mít kem lớn là từ 19.000, 18 đến 19.000. Kem nhì là 14.000 và mít kem 3 dao động ở mức từ 9.000. Chợ hiện nay tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua chợ giúp cái động từ 4.000. Khu vực Tiền Giang thì mít kem lớn dao động ở mức từ 19.000. Kem nhì dao động ở mức từ 15.000 và mít kem 3 là 10.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua chợ giúp cái động từ 4 đến 5.000. Giá mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác. Trong khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều giữa mít. Khu vực miền Đông hiện nay thì mít kem lớn đang dao động ở mức từ 12.000, kem nhì là 9.000 và mít kem 3 là từ 6.000. Mít chợ hiện nay tại khu vực miền Đông thì thương lái đang mua chợ giúp cái động từ 3.000. Còn khu vực Tây Nguyên, ở khu vực Tây Nguyên hiện nay thì mít kem lớn đang dao động ở mức từ 11.000, kem nhì là 8.000 và mít kem 3 là từ 5.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua chợ những cái đồng từ 3.000 tại khu vực Tây Nguyên. Ngoài ra thì cũng còn chênh lệch tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn mít, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa gần. Thương lái mua chênh lệch lên xuống là từ